Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc vu vạ ngư dân Việt Nam cướp tàu cá nước khác ở Biển Đông. Miệng Nam Mô, bụng một bổ dao găm. Mới đây, trong một diễn biến trực tuyến do Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines và một nhóm vận động địa phương tổ chức ở thủ đô Manila, Philippines vào ngày 17 tháng 1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẽ không dùng sức mạnh để bắt nạt các nước láng giềng, nhấn mạnh sẽ giải quyết bất đồng ở Biển Đông một cách hòa bình. Ông này nói rằng, việc chỉ chú trọng vào tuyên bố chủ quyền của một bên và áp đặt ý chí của mình lên những bên khác không phải cách mà các nước láng giềng đối xử với nhau. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Điều này đi ngược lại triết lý phương Đông về sự hòa hợp giữa con người. Với Philippines, ông mong muốn hai bên có thể giải quyết hợp lý các vấn đề dựa trên tinh thần thiện chí và thực tế, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ không sử dụng sức mạnh của mình để chèn ép các nước nhỏ hơn. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra chỉ sau vài ngày khi Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 12 tháng 1 đã công bố một báo cáo, trong đó đưa ra những lập luận pháp lý bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi nước này ngừng các hoạt động cưỡng ép và bất hợp pháp ở khu vực. Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt với báo cáo này. Với tuyên bố của ông Vương Nghị, liệu Trung Quốc có thay đổi quan điểm hay không là câu hỏi được đặt ra, hay đơn thuần đây chỉ là một động thái lừa phỉnh để trấn an các nước ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Có rất nhiều hành động của Trung Quốc gần đây đã cho thấy những lời nói trên của ông Vương Nghị không thể tin được. Từ đường chín đoạn cho đến tứ xà, báo chí mới đây cũng dẫn lời Ngoại trưởng Malaysia phát biểu vào hồi tuần trước lưu ý rằng Bắc Kinh hiện không nhắc đến đường chín đoạn mà tập trung nhiều hơn để biện minh về cái gọi là tứ xà. Ông Abdullah nói rằng các nước ASEAN cũng đã nhận ra sự thay đổi này trong cách lập luận của Bắc Kinh và yêu sách này thậm chí nguy hiểm hơn yêu sách cũ. Khu vực mà Trung Quốc gọi là tứ xà là bốn nhóm đảo ở Biển Đông mà Bắc Kinh nói là họ có quyền lịch sử đối với nhóm đảo này, gồm Đông Sa và quần đảo Hoàng Sa và khu vực bãi ngầm Macalfish và quần đảo Trường Sa. Còn yêu sách mà Bắc Kinh có thể đang muốn làm lu mờ yêu sách đường chín đoạn là một đường hình chữ U bao quanh hầu hết Biển Đông mà Trung Quốc lâu nay vẫn và đang sử dụng để đòi hỏi và tuyên bố yêu sách chủ quyền của họ trên vùng biển tranh chấp này. Đây là hình ảnh vào năm 2014, Trung Quốc đem giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động ở Biển Đông, thách thức chủ quyền của Việt Nam. Như chúng ta đã thấy, sự lươn lẹo của Trung Quốc đối với các vấn đề chủ quyền ở Biển Đông ra sao? Các hành động đe dọa vẫn đang tiếp diễn. Ông Vương Nghị nói rất hay, nhưng mà người ta vẫn chưa dễ quên được khi mà chỉ chưa đầy 2 tháng trước, Trung Quốc còn phái 3 tàu hải cảnh phun vòi rồng và buộc 2 tàu tiếp tế dân sự của Philippines phải quay đầu lại bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc vào ngày 19 tháng 1 lại đưa tin các lực lượng thuộc chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vừa tiến hành tập trận huấn luyện bắn đạn thật ở Biển Đông. Các hành động hung hăng đe dọa các quốc gia nhỏ, chủ yếu khác ở Biển Đông luôn xảy ra như vậy mà ông Vương Nghị nói chuyện đạo lý, liệu nghe có được hay không? Và vu vạ cho dân quân biển Việt Nam. Cách đây không lâu, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1 đăng bài của Đinh Du, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về biển Hoa Nam, tức là Biển Đông, phân tích về lực lượng tàu đánh cá vũ trang của Việt Nam với chiến thuật du kích nhằm chống lại lực lượng Trung Quốc trên biển. Tác giả bài báo viết rằng các ngư dân từ Trung Quốc, Malaysia và Indonesia cho biết họ đã bị các tàu đánh cá nước ngoài cướp và đe dọa ở Biển Đông trong những năm gần đây. Hơn chục thuyền viên trẻ trên những tàu đánh cá dị thường này có thể nói thông thạo tiếng Việt và họ cũng được trang bị vũ khí hạng nhẹ như súng lục và súng tiểu liên. Đây là hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia tập trận ở Biển Đông. Theo mô tả của các ngư dân, các nước, những tàu đánh cá vũ trang này rất có thể là lực lượng dân quân biển của Việt Nam. Trong hơn một thập kỷ, Việt Nam đã sử dụng nguồn nhân lực và vật lực rất lớn để phát triển lực lượng dân quân biển. Lực lượng dân quân biển đóng vai trò là con mắt của Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam, thậm chí còn tham gia các cuộc đối đầu trên biển. Không chỉ chèn ép mà còn đe dọa trực tiếp đến các hoạt động an toàn của tàu cá
và tàu chấp pháp Trung Quốc. Cái kiểu vù vạ, ngậm máu phun người này của Trung Quốc, người dân thế giới cũng không có gì lạ. Khoản 1, điều 2 của luật dân quân tự vệ năm 2019 của Việt Nam quy định rõ, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương, gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp tổ chức kinh tế, gọi là tự vệ. Khoản 5, điều 2, luật dân quân tự vệ định nghĩa rằng, dân quân tự vệ biển là lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo và vùng biển Việt Nam. Như vậy, ta có thể thấy mục đích tiêu lớn nhất của các lực lượng dân quân biển Việt Nam là lực lượng tại chỗ để tích cực tham gia các hoạt động phòng tránh, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai. Hình ảnh lực lượng dân quân biển tự vệ Việt Nam. Ngoài ra, do thực tế tình hình các ngư dân Việt Nam vẫn còn có các hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền ở nước ngoài, dẫn đến nhiều hệ lụy về pháp lý quốc tế, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Do đó, lực lượng dân quân tự vệ biển còn có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền quốc gia, về tuân thủ các điều luật quốc gia và quốc tế, giữ gìn vùng biển và hải đảo hòa bình, ổn định và phát triển. Thêm nữa, tùy theo vị trí chiến lược và tầm quan trọng của cơ sở sản xuất, khai thác tài nguyên biển mà các đơn vị dân quân tự vệ được trang bị các loại vũ khí khí tài phù hợp, được huấn luyện kỹ chiến thuật thích hợp để phối hợp với hải quân của Việt Nam sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tích cực bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong một lần trả lời báo chí, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương từ Việt Nam cho biết, dân quân biển của Việt Nam phần lớn là ngư dân bản địa, hàng ngày vẫn đi đánh cá, ít được huấn luyện, chỉ được hưởng phụ cấp, không có lương, và hầu hết tàu cá của Việt Nam chỉ là tàu vỏ gỗ, chủ yếu đánh bắt gần bờ. Trong khi tàu dân quân biển Trung Quốc đều là tàu vỏ thép, được trang bị thiết bị vệ tinh, có thể đi xa bờ dài ngày và có khả năng chịu va chạm tốt. Như vậy là chúng ta thấy sự khác nhau rõ rệt giữa dân quân biển Việt Nam và dân quân biển của Trung Quốc. Đây là hình ảnh dân quân biển Trung Quốc. Dân quân biển Trung Quốc là công cụ của nhà nước sử dụng chiến thuật vùng xám để đi gây hấn, xâm chiếm, cưỡng bức, đe dọa tại các vùng biển của các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Còn dân quân biển Việt Nam chỉ hoạt động ở vùng biển của Việt Nam, chủ yếu là hoạt động đánh bắt trên biển và hỗ trợ ngư dân. Chính vì vậy, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho rằng thông tin từ tờ báo China Daily là thông tin không đúng sự thật và Việt Nam hoàn toàn bác bỏ. Và cứ như thế, cuộc giằng co trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc không biết bao giờ dừng. Kính mời các bạn xem bản tin Cơn Đồng Bóng Phạm Nhật Vượng, cấu trúc một thân hai đầu của chế độ toàn trị Việt Nam. Cả hệ thống báo chí như lên đồng để tán tụng dự án đầu tư xe ô tô điện của VinFast vào Mỹ, mặc dù chỉ mới có những chiếc xe mẫu bằng thạch cao được triển lãm. Thậm chí, ông Thủ tướng Chính phủ cũng thay mặt VinGroup để trao tặng giải và chụp hình chung với các người được trao giải VinFuture, cho thấy ông Phạm Minh Chính cũng đóng vai trò của một nhân viên đại diện cho VinGroup. Hiện tượng này rất giống với khi thử bộ kit xét nghiệm của Việt Á mới ra đời, đã được tất cả các báo chí của Đảng và Nhà nước và tuyên giáo ca ngợi lên tận trời mây, mặc dù chất lượng của bộ kit chưa hề được Tổ chức Y tế Quốc tế công nhận. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 3 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Bộ tuyên giáo thì nói, bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình VTV của nhà nước thì nói nhiều nước đặt mua kit thép của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa mùa đại dịch, nhân dân cả nước đói khổ. Tác giả Jacques Ham Nguyễn có bài phân tích trên báo Tiếng Dân về các động thái của VinGroup song hành đồng bộ với bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam như cấu trúc của một thân hai đầu của chế độ toàn trị ở Việt Nam. Phạm Nhật Vượng là một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện đang nổi đình, nổi đám. Thời còn trẻ, ông Vượng được nhà nước Cộng sản Việt Nam cho đi du học tại Liên Xô, đế quốc Cộng sản vang bóng một thời, nhưng nay đã sụp đổ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của sụp đổ đó, ông Vượng cùng với một số người Việt Nam nhanh nhẹ
ở Liên Xô buôn bán kiếm lời và phất lên nhanh chóng. Nhóm người này sau đó trở thành những nhà tài phiệt trong xã hội tư bản cộng sản Việt Nam hiện nay. Một người thạo tin trong giới quân đội Việt Nam chia sẻ với tôi rằng ông Vượng trúng quả đầu tiên khi được tay trong giới chức trong chính quyền mớm cho một lô đất vàng tại trung tâm Hà Nội. Sau đó bán lại kiếm lời rất nhiều. Khi các công ty nước ngoài đổ xô vào Việt Nam tìm đất mở đại mai các văn phòng đại diện. Từ đó cứ thế mà lên, ông Vượng cũng như các đại gia tài phiệt Việt Nam ăn nên làm ra nhờ vào đất đai ở các thành thị cũng như khu công nghiệp. Dưới chiêu bài đất đai là sở hữu toàn dân, các nhà tài phiệt này câu kết với các giới chức tham nhũng trong đảng mua đất hoặc là gom đất với giá rẻ mạt từ số đất của nhà nước hay của nông dân, sau đó phân lô cho thuê xây cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp rồi bán lại với giá rất mắc. Khi các nhà tư bản nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, có hai khoản chi phí được xem là còn lại trên đất nước của Việt Nam, đó là tiền lương họ phải trả cho công nhân, thực chất là nông dân lao động đơn giản, và tiền họ thuê đất. Số tiền họ thuê đất đa số chạy vào túi của những người như ông Vượng và các giới chức quyền của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng cùng tập đoàn VinGroup giàu lên bằng con đường đất đai bất động sản. Sau hơn 30 năm phát triển công nghiệp, có hai tầng lớp trục lợi nhiều nhất, đó là giới tư bản nước ngoài đem lợi nhuận ra nước ngoài và hệ thống chính trị Việt Nam gồm hai phần, các tay tài phiệt như ông Vượng và các quan chức cộng sản. Có khi tài phiệt cũng là quan chức cộng sản luôn. Số của cải mà tầng lớp công nhân tích góp được không hề là bao nhiêu. Chỉ sau hơn một tháng bị dịch bệnh vào mùa thu năm 2021, hàng triệu người đã bị đói, phải bỏ chạy toán loạn. Nhóm nhân sự kinh tế thị trường kiểu Vượng này không sản xuất bao nhiêu giá trị thặng dư cho xã hội, mà họ chủ yếu làm giàu trên bất động sản. Rồi sau đó, khi thị trường chứng khoán thành lập, họ bắt đầu thao túng theo kiểu tiền đẻ ra tiền. Sản phẩm của VinFast thực chất chỉ là một lắp ráp của những món đồ làm ở nước ngoài, người thợ Việt Nam chỉ thêm vào được cái công siết ốc. Tình trạng không sản xuất nổi một con ốc của Việt Nam vẫn còn nguyên đó. Đó chính là cấu trúc nhân sự của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam cổ suý hiện nay mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Vế đầu về kinh tế thị trường chính là nhóm người như ông Vượng, vế sau xã hội chủ nghĩa là do các quan chức cộng sản thủ vai. Nhóm người như ông Vượng thực chất cũng sản xuất xuất thân từ nhóm quan chức cộng sản, cho nên ta có thể nói đó là cấu trúc một thân hai đầu của hệ thống Việt Nam hiện nay. Cơ thể một thân hai đầu này lộ ra một cách trơ trẽn có việc công ty của ông Vượng sai bảo các viên chức công an đàn áp người dân theo ý muốn. Tại Vinsoil, trường học của ông Vượng, khi phụ huynh than phiền về học phí, công an bèn mời lên làm việc. Một khách hàng than phiền về chất lượng xe hơi VinFast cũng bị công an mời đi làm việc ngay lập tức. Đây là hình ảnh chủ kênh YouTube Google TV, ông Trần Văn Hoàng Công công khai tố cáo xe VinFast có quá nhiều vấn đề về chất lượng. Sau đó, ông Hoàng đã bị công an mời làm việc và phải thuê luật sư bảo vệ sự an toàn pháp lý cho mình. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, người dân Việt Nam chứng kiến một hiện tượng đồng bóng chưa từng có trong xã hội Việt Nam từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc cho đến nay. Ông Vượng tham gia triển lãm xe điện VinFast ở Hoa Kỳ. Báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam vỡ òa, tung hô, nói là các đại công ty xe hơi trên thế giới liệu hồn trước VinFast của ông Vượng. Ông Vượng cũng lập ra một quỹ tên là quỹ VinFuture, trao hàng triệu đô la cho các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Báo chí của Đảng lại vỡ òa so sánh VinFuture với giải Nobel. Nếu hai sự việc trơ trẽn sai bảo công an là để thị uy của cái đầu thị trường, thì cơn đồng bóng vỡ òa xe VinFast và giải VinFuture là sự trang điểm cho cái đầu xã hội chủ nghĩa. Sự vỡ òa này có tác dụng kích thích một thứ chủ nghĩa dân tộc mù quáng của người Việt Nam nhằm mang lại tính chính danh của chế độ hiện hành, nhất là sau vụ bê bối động trời của Việt Á, vốn cũng có nguồn gốc từ cấu trúc một thân hai đầu của chế độ. Với sự thống trị của giai cấp mới, một thân hai đầu này, năng lực chế tạo thực sự của Việt Nam là trống rỗng. Gần 100 triệu người Việt Nam sống vào hai nguồn chính,
đó là tài nguyên thiên nhiên, trong đó có bao gồm nền nông nghiệp lạc hậu và vốn đầu tư nước ngoài FDI để khai thác sức lao động giá rẻ. Việt Nam hiện đang dần biến thành mắt xích cho chuỗi cung ứng toàn cầu ở những khâu rẻ nhất. Quê nhà Hà Tĩnh của ông Vượng là nơi sản xuất và xuất phát các đại gia, đa số các thùng nhân tìm cách đổi ở châu Âu, bất chấp rủi ro, kể cả đánh đổi mạng sống của mình. Nói cho công bằng thì đó cũng có những người Việt trong nước làm giàu từ hoạt động sản xuất của cải, nhưng nước này chỉ phát triển đến một mức độ giới hạn, tùy thuộc vào sự gắn bó của họ với cấu trúc hai lớp là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã nêu. Nếu họ không gắn bó nhiều thì tới một mức độ nào đó họ phải chấm dứt hoặc là bị cấu trúc một thân hai đầu nuốt sống hoặc bỏ chạy ra nước ngoài. Tầng lớp trung lưu Việt Nam có sức sống độc lập vì thế không hình thành được. Cơn đồng bóng Phạm Nhật Vượng cho thấy rất rõ Việt Nam đang là một Đông Á bệnh phù với một năng lực sáng tạo trống rỗng nhưng trí não hoang tưởng thì rất vĩ đại. Đây là hình ảnh tờ báo điện tử Soha có bài nổ bom rằng 20 ngày nữa thì VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước với công lớn thế giới cả chục năm. Rồi VinFast sẽ đi trước Bentley 8 năm, Toyota 13 năm, đi trước Honda 28 năm. Đây là kiểu giật tít câu view kỳ lạ theo kiểu nói dối không biết ngượng mồm của báo chí nhà nước Việt Nam. Về thông tin VinFast đang chuẩn bị đầu tư sản xuất ô tô điện tại Đức, Facebook Nguyễn Doãn Đôn từ Berlin cũng đưa ra bình luận như sau: dầu lên từ đất và những mối quan hệ đầy toan tính. Việc Phạm Nhật Vượng không sản xuất xe xăng tiếp ở Việt Nam mà chuyển sang Đức đầu tư sản xuất xe ô tô điện để cùng cạnh tranh khốc liệt với thị trường ở Đức, tôi thấy đây là hiện tượng không bình thường. Ở Đức và phương Tây này, họ có rất nhiều những nhà khoa học kinh tế lỗi lạc. Ví dụ, những đường lối, học thuyết tạo ra gói kích cầu, phương thức điều chỉnh mức thất nghiệp, nợ công và lạm phát của Adam Smith, John Maynard Keynes, họ ngó ngót 100 năm nay mà mình bây giờ mới biết đến. Ngày đội trẻ như bây giờ, các cháu như con chúng tôi bên này cũng được đào tạo rất quy củ, chuyên sâu, có bài bản và được áp dụng, thực tập ngay. Trước khi các cháu nhận văn bằng, các cháu đã vững vàng nghề nghiệp và chuyên môn. Chứ không phải họ xuất thân từ một người học về mỏ của một nước cộng xã hội chủ nghĩa xã hội, không nghĩ đến đào tạo, chuyên sâu và đào đất để tìm quặng, lại nghĩ ra trò làm mì khô và móc ngoặc với chính phủ, mua đất một xu bán ra ba đồng để đào bới tiền từ túi dân theo kiểu gà tổ ăn chuyện cuối say như mình đâu. Cái kiểu xử sự dân như vặt lông nhau, làm đau khổ cho nhau để kiếm tiền luẩn quẩn như vậy của người trí thức, của ông chủ hãng hay của một người lãnh đạo là một sự xót xa và tội lỗi. Nó làm cho dân tộc ta bất hạnh, gây ra nhiều thủ án và không sáng láng lên được. Nên tôi nghĩ anh Vượng sang đây mục đích là để rửa tiền và giữ tiền cho mình và cho các quan chức thì được. Nhưng để múa võ ra ngoài làm vương làm tướng ở đây là chuyện không tưởng, mặc dù anh có rất nhiều tiền. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast Lux A2.0 tự nhiên bốc cháy vào tối ngày 5 tháng 12 năm 2021 tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Trước đây cũng có tin bài về hình ảnh xe VinFast tự nhiên bốc cháy trên các cao tốc trung lương. Trên mạng đưa tin anh có tới 8 tỷ Mỹ Kim, mà nếu như anh có hơn cả như thế nữa cũng không là gì so với các tập đoàn của mấy đại gia bên Đức. Mà Phật đã dạy rồi, con người sẽ khổ vì tham, tiền mình có lại không hoàn toàn trong sạch thì quả báo cũng sẽ đến. Tôi mà như anh đầu tư vào bệnh viện, ngành y trong nước cho người dân được sung sướng, hưởng phước hạnh của anh, hay ngành giáo dục cho tươm tất, hoặc ngành nông nghiệp sản xuất và chế biến ra nông sản sạch đạt tiêu chuẩn để tự cung cấp và xuất khẩu ra các nước mà không bị trả về và bị phụ thuộc vào ông bạn vàng. Những thứ đó là trong tầm tay của anh và của nhà nước ta, chứ lao vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật của người khổng lồ để thể hiện màu cờ sắc áo ở những nước văn minh hơn mình mấy cái đầu thì quả là mạo hiểm. Còn sau này anh lắp ráp thành công cái ô tô hay cái xe cút kít chạy bằng pin con thỏ ở bên Đức thì vì tình nghĩa đồng bang ta vẫn cứ vỗ tay giả vờ hoan hỉ. Đâu có cần phải mua xe của anh để thẳng chẳng may gãy trục. Tóm lại, theo ý kiến chủ quan của tôi thì việc anh Vượng vươn tay sang Đức là rất có thể đồng nghĩa với việc đang trên đà sụp đổ của một thể chế trong tương lai.
Chả khác gì mấy bà cụ già gần đất xa trời ở quê mình hay có cái trò đem giấu tiền đi, nằm gác tay lên trán xem sẽ trao cho đứa con nào. Đứa con ở đây chính là thể chế. Ông Nguyễn Gia Đôn đã đưa ra quan điểm của mình như vậy.